xây chùa lậu ở Berlin và cách kiếm tiền của các sư thầy. Phía sau lưng tôi ở đây, đây chính là khu chùa Phổ Đà. Khu chùa này nằm trong một khuôn viên của chợ người Việt ở Berlin. Và đột nhiên gần đây đã được gây được sự chú ý của chính quyền Đức và những người dân ở đây, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại nước Đức, về sự việc đã diễn ra. Đó chính là một ngôi chùa đã được xây lậu. Chính quyền quận Lichtenberg cho chúng tôi biết rằng đơn xin giấy phép xây dựng chùa Phổ Đà ở đây đã bị chính quyền Đức từ chối từ năm 2017. Nhưng những sư thầy, sư cô và các đệ tử ở đây vẫn bất chấp luật pháp của nước Đức, mở rộng và hoạt động bất hợp pháp ở đây. Cũng có rất nhiều người đã từng đến những ngôi chùa để đi lễ. Họ nói với tôi rằng họ đến đây từ những năm 2007, khi nó đang còn rất sơ khai, và cho đến nay họ vẫn đến. Và điều đó đặt ra một câu hỏi: tại sao một khu chùa mang tính chất tâm linh lại xây lậu ở Đức? Và câu hỏi tiếp theo mà nhiều người Đức cũng như người Việt Nam đặt ra, đó là số tiền từ năm 2007 cho đến năm nay là 2022 có thể lên đến hàng triệu euro được thu vào, thì nay đã đi đâu, được sử dụng ra sao? Như các bạn cũng đã biết, tại Đức, tất cả việc xây cất, việc đăng ký kinh doanh và hành nghề đều phải đăng ký với chính quyền nước sở tại. Và vấn đề thu nhập đến hàng triệu euro thì đây là một số tiền rất lớn. Theo quan sát của những người đã từng đi chùa, họ thấy ở trong khu chùa này dựng lên rất nhiều những thùng công đức lớn và luôn được khóa kỹ bằng những ổ khóa to. Vậy những thùng tiền đó đi đâu? Khi mà những người đi lễ hàng ngày họ đến đây và họ đều cho tiền vào thùng công đức đó, hoặc những hoạt động dịch vụ của khu chùa này đối với cộng đồng người Việt Nam tại Đức và châu Âu, nếu có thu thì số tiền đó nằm ở chỗ nào? Và điều rất nghiêm trọng là mặc dù vào năm 2017 chính quyền Đức đã từ chối không cấp phép xây dựng khu chùa này, nhưng những người ở đây vẫn tiếp tục xây dựng và ngày một to hơn, rộng hơn, kiên cố hơn. Họ đã đặt những khu tượng rất lớn để đưa đến đây dựng lên. Có lẽ những người ở đây cũng nghĩ rằng khi xây dựng bất hợp pháp thì nhà nước Đức sẽ nhắm mắt cho qua, hoặc họ không coi pháp luật Đức ra gì và vẫn làm giống như họ từng làm ở Việt Nam. Và tới năm 2019 thì chính quyền Đức lại phát hiện khu vực này đang bị biến thành một khu thờ cúng của người Việt Nam, nên họ đã mở phiên điều trần và yêu cầu phải dỡ bỏ ngay lập tức những phần đã được xây dựng kiên cố và bất hợp pháp ở đây. Nhưng từ đó đến nay thì việc xây dựng vẫn tiếp tục và không có dấu hiệu nó được dừng lại hoặc thực hiện đúng theo yêu cầu của chính quyền Đức. Đây là vấn đề thách thức pháp luật của nhà nước Đức. Cũng theo như thông báo của chính quyền quận Lichtenberg cho biết thì những vị sư ở đây đã xin chính quyền cho thời hạn để tìm địa điểm mới chuyển chùa. Nhưng trong thời gian đó, họ không những không chuyển mà còn tiếp tục mở rộng, quảng cáo và thu nhận rất nhiều tiền công đức của kiều bào Việt Nam. Và dường như có vẻ rất khó chịu với sự coi thường pháp luật Đức của những người đang ở trong chùa này. Thì vào hôm 29 tháng 4 năm 2022, theo thông báo của chính quyền Đức gửi cho chúng tôi được biết, thì họ đã cho đoàn kiểm tra tới chùa Phổ Đà ở đây, vẫn thấy khu vực xây dựng trái phép không được dỡ đi, mà dường như nó còn được xây cất, cơi nới thêm rộng hơn. Cũng nhiều người đặt câu hỏi tại sao với một thời gian rất dài như vậy mà những người có trách nhiệm ở khu chùa này vẫn không tìm được địa điểm mới để có thể di chuyển chùa đi chỗ khác. Nhưng điều đó chỉ có những người trong cuộc mới có thể biết được. Phải chăng khu vực này là nơi quen thuộc, đi lại gần gũi, đặc biệt là trong khu chợ rất tiện lợi cho việc người ta đến có thể mua bán thực phẩm, đồ ăn, đồ uống ở trong các khu chợ, thì họ lại ra ngoài chùa để đi lễ, để thả tiền công đức vào các thùng ở trong kia. Và điều nghiêm trọng tiếp theo đã diễn ra, đó là tiến thêm một bước nữa. Ngay sau hôm đoàn kiểm tra của chính quyền Đức đến đây là ngày 29 tháng 4 năm 2022, thì dường như để gây thanh thế cho chùa, thì liền sau đó vài ngày là hôm 1 tháng 5 năm 2022, ngôi chùa này đã tổ chức một buổi lễ rất to, mời ông đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cùng với quan chức của sứ quán lũ lượt kéo đến đây để làm lễ. Điều này lại đặt ra nghi vấn rằng liệu ông đại sứ Vũ Quang Minh có biết đây là ngôi chùa
xây và thu tiền bất hợp pháp tại Đức hay không? Hay một phương án thứ hai mà nhiều người đặt câu hỏi, đó là ông đại sứ Việt Nam tại Đức cũng biết nhưng vẫn làm liều xuất hiện để ngầm chỉ ra cho chính quyền Đức biết rằng ông là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Đức, và ông bất chấp luôn cả pháp luật của Đức, kéo nhau đến nơi này để đi lễ và ủng hộ nhà chùa, mặc dù nó được xây dựng bất hợp pháp và tồn tại cũng bất hợp pháp. Cũng có thể các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam khi sang đây họ thường có thái độ y hệt như vậy, giống như họ sống ở trong nước, đó là họ sẵn sàng chà đạp lên pháp luật. Được biết đây là khu phố Mansan Strasse số 17, cũng nổi tiếng với khu chợ buôn bán của người Việt như ở đây, đủ thứ loại hàng hóa thập cẩm, nhà hàng, bán các đồ tươi sống, thực phẩm ở phía trong kia. Nơi mà rất nhiều người Việt Nam khi tới Berlin cũng thường hay đến đây, các quan chức trong nước khi sang thăm Berlin hoặc công tác ở Đức cũng vẫn hay vào đây để chụp ảnh quay phim với những người trong chợ. Và gần đây trong khu chợ này cũng xảy ra các vụ scandal lớn được báo chí của Đức công bố, như vụ đánh bài bằng phóng xạ. Đó là những quân bài đặc biệt được những người chơi bài ở đây, họ tổ chức đánh bạc số tiền rất lớn, và họ đã bôi những chất phóng xạ như vậy vào các quân bài để có thể nhận ra đối phương có những quân gì. Chính vì vậy cũng rất nhiều người Việt Nam ở khắp nơi trong nước Đức khi mang tiền đến đây để đánh bài thì đều bị thua cháy túi. Và họ cũng không hiểu tại sao lại luôn thua như vậy. Cuối cùng thì chính quyền Đức đã phát hiện ra đây là những quân bài được bôi bằng phóng xạ. Khi họ vứt những quân bài đó ra bãi rác và những xe chở rác của Đức đã bị phát hiện có phóng xạ ở trong xe. Và cảnh sát đã đến đây để điều tra và đưa ra kết luận như vậy. Và vụ việc ngôi chùa xây bất hợp pháp này vẫn tiếp tục được chính quyền Đức quan tâm, cũng như người Việt Nam trong và ngoài nước Đức lưu ý và theo dõi. Cũng hy vọng qua phóng sự lần này, những người có trách nhiệm liên quan ở đây sẽ biết cần phải làm gì để chính quyền Đức có thể tiếp tục cho phép họ kinh doanh và hoạt động đúng theo pháp luật của nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức. Riêng ông đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh, ông cũng có thể có quyết định đúng đắn hơn, đó là tôn trọng pháp luật của nước sở tại, nơi mà ông được ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyền là người đứng đầu cơ quan đại diện của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đức. Và nhiều Phật tử vốn đã đi lễ ở ngôi chùa này từ rất lâu, họ cũng lên tiếng yêu cầu chính quyền Đức cũng như người có trách nhiệm phải giải thích rõ sự việc này tại Đức. Khi tổ chức và xây dựng những ngôi chùa như thế này, như chùa Linh Thiếu hoặc chùa Hanover của người Việt Nam đã làm, thì họ đều phải xin giấy phép rất đầy đủ và thực hiện đúng như giấy phép xây dựng quy định cho các ngôi chùa, phòng chống cháy nổ và những hoạt động khác liên quan đến vấn đề tâm linh, tôn giáo. Và khi một ngôi chùa mà được dựng ra một cách bất hợp pháp, thu tiền một cách bất hợp pháp, thì phải chăng đó không phải là tôn giáo mà đó là ma giáo? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin xây chùa lậu ở Berlin và cách kiếm tiền của các sư thầy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.